Chương trình đối thoại tâm linh và Phạm Anh Trâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình đối thoại tâm linh do Hội Từ Bi Phụng Sự chủ trương dưới sự hướng dẫn của Thầy Hành Trường. Xin giới thiệu quý vị Thầy Hành Trường. Thưa Thầy cũng như thưa quý vị, chương trình chúng ta vẫn tiếp tục cái phần 2 của cái chủ đề là Phật Tánh và Thần Thông. Kỳ trước Thầy nói rõ cho chúng ta hiểu cái chữ thần Phật Tánh là gì và hôm nay Thầy nói về Thần Thông. Xin Thầy định nghĩa cho con cái chữ Thần Thông và lý do tại sao mà chúng ta nói đến hai chữ Phật Tánh và Thần Thông đi với nhau. Cái định nghĩa Thần Thông Thầy biên xuống các bạn coi nha. Cái định nghĩa này là coi như cái định nghĩa standard lắm đó. Diệu dụng năng trắc đó thì gọi là thần. Diệu dụng tức là những cái phân sanh, những cái chuyện mà mình tác dụng đó, cái diệu dụng nó tác dụng những cái chuyện mình làm ra đó, nó không thể biết được, năng trắc là không thể lường được, không thể biết được, không thể hiểu được thì gọi là thần. Mà từ tài vô ủng, ủng đó có nghĩa là cái chỗ dựa, từ tài mà không cần dựa vào đâu cả đó thì gọi là thông. Bây giờ đó thì mình mới mở ra, mình mới đặt câu hỏi là thí dụ như là cái thế nào mà gọi là năng trắc, mà thế nào là vô ủng. Cái diệu dụng năng trắc thí dụ như thì thấy như thế này nè. Thì cầm cái ly thì chỉ biết cái công dụng của cái ly là cái gì? Để đựng nước. Để được thôi, còn cái dùng nào nữa không? Để uống. Ly sao uống? Mình đừng nước đi. Thôi. Chỉ uống nước chứ đừng để uống cái ly đâu. Đúng không? Dạ, rồi còn gì nữa? Cho thêm một cái dùng khác nữa. Để cho nó đẹp. Rồi, hai cái dùng, ba con cái nào nữa không? Cái ly. Cái này là cái tách đấy bạn, cái tách như vậy cái ly. Để uống nước, để đựng nước. Đừng được. Để thầy cầm lên thầy giảng. Để cầm lên thầy giảng và đó như nữa. Để ngắm. Ngắm là như nữa. Dạ hết rồi. Ồ nó con chứ. Con có cái dùng nữa là bỏ cái xi ngô đi lắc này mình đổ xuống. Dạ. Mình úp cái xi ngô xuống. À, rồi. Còn cái này để chi nữa? Để đến đâu để người ta làm cái mục tiêu này bắn cái cung này. Chỉ thấy nó nhiều cái công dụng mà chị có đoán được không? Dạ không. Chị không đoán được. Nhưng mà những cái dùng đó ở đâu mà ra? Trong cách sử dụng hàng ngày. Không, nếu mà nó phải từ trong cái trí huệ một cái người nào đó chứ. Dạ, trong cách sử dụng. Thầy nói thôi, mình có cái trí huệ người ta mình sử dụng chứ không phải. Nếu mà không có trí huệ thì là chỉ có một chuyện thôi là chỉ lấy cái ly để mà uống. Dạ. Nhưng mà chỉ lấy cái ly chỉ cầm hoa được không? Được. Dạ, có thể được. Ồ được sao không được, chỉ cầm cái hóa nhỏ ngắn thôi. Thì lấy cái tách trà này, đây mình nói cái ly mình là cái tách. Thì chỉ có thể bỏ đất vô, trong cái cây lên nhỏ thôi, cái bonsai. Còn 100.000 cách, từ một cái chuyện nhỏ nhưng mà chỉ có thể sử dụng nó 100.000 cách. Cái khả năng mà sử dụng 100.000 cách đó đó, thì gọi là thần. Tức là thần có nghĩa là mình không thể nào mà óc mình á là không thể đoán ra được. Vì cái thần là cả sự biến hóa không ngừng. Biến hóa một cách mà mình không thể nào mà đo lường được, trắc lường được, đó là cái thần. Bây giờ đó, tại sao mà một cái vị thần á là chỉ thấy đấy, thì dụ như là ông thần ông genie mà trong cái bình dầu của ông Aladdin. Tại sao ông gọi là ông thần vậy? Tại vì đó ông có thể đó ông làm một cái ông cầm cái miếng đất như vậy, cái miếng đất nhỏ này thấy lên một cái miếng đất là thành ra một cái khối vàng bạc châu bảo. Cái sự biến hóa đó mình không biết là có thiệt hay không, nhưng mà cái tư tưởng đó mà làm cho một chuyện là biến thành nhiều chuyện, đó là cái tư tưởng, đó là cái tư tưởng gọi là thần cuối cùng. Bây giờ chỉ thấy một người cầm cái viết mà em bé nhỏ đã viết A, B, C thôi. Lớp 3 đó thì viết một câu văn, hai ba câu văn này là nó khá rồi. Một người lớp 6 viết cả một bài luận văn nhỏ nhỏ. Để khi mà chị trưởng thành như là tiến sĩ về văn chương đó, thì chị viết tràn gian đã hạ thành cuốn sách. Nhưng mà chị thấy cái sự phát triển của cái thần đó là cái gì? Là cái trí huệ nó từ từ nó mở ra nó càng ngày càng cao hơn. Thế nên khi mà nói cái chữ thần đó là mình phải nói tới cái trí huệ bên sau nó rất là sâu sắc. Thần. Tức là mình nói cái trí huệ đó của cái người đó hay là trí tuệ đó nó rất là sâu sắc.
Cái trí huệ này đó là cái bản thể mà tạo ra cái diệu dụng mà khó lường. Có cái trí huệ là sâu sắc mới được chứ. Nếu mà trí huệ nó bình thường thôi thì là mình dùng cái ly để mình nghĩ đó, cái ly uống nước thôi. Cho nên Đức Khổng Tử hồi xưa ngài nói một câu rất là hay, là ngài nói là người quân tử là không phải như là một cái vật. Quân tử bất khí không phải là cái vật đâu. Tại vì cái vật là chỉ dùng có một chuyện thôi. Người quân tử là cái người, không phải là cái vật, cho nên người quân tử có thể biến hóa làm được tất cả mọi chuyện gì. Mà nhiều khi đó như rồng thấy đầu không được, thấy cái đuôi thôi. Hoặc là thấy cái đuôi, không thấy cái đầu, thấy cái đầu không thấy cái đuôi. Nghĩa là sao thầy? Tức là mình không thể nào thấy được toàn diện cái người quân tử hay là cái trí huệ của cái người mà Bồ Tát được. Không thể thấy toàn diện được, mình chỉ thấy một chút xíu thôi. Cho nên bởi vậy cho nên khi mình nói là cái diệu dụng năng trắc đó, là mình nói tới cái khả năng cái trí huệ nó bao la vô tận của một cái vị Bồ Tát hay là vị Phật hay là một cái người mà tu mà rất là cực cao, bao la vô tận, không thể thấy hết được. Đó, cho nên cái chữ này đó, tại vì mình nói đây là cái bản thể này, cái bản thể này, cái bản thể là cái trí huệ vô tận, cho nên cái diệu dụng đó mới khó lường và điều gọi là thần cả. Và nếu mà chị nhìn như vậy rồi, chị sẽ đưa tới một cái hệ luận rất là quan trọng, là chị thấy không, tất cả mọi chuyện, đừng có nói là cái ly, mọi chuyện, chị làm sao mà chị tăng trưởng cái trí huệ chị lên đó, để cái chuyện đó nó không còn nhỏ hẹp. Vì khi mà nhỏ hẹp thì mình kẹt trong cái nhỏ hẹp, khi mình kẹt trong cái nhỏ hẹp thì không gọi là thần. Như thế thì mình đưa tới một cái hệ luận rất là quan trọng. Thần tức là nó phải thông đạt, không chướng ngại mới được. Nhưng còn chướng ngại thì nó gọi là thần, tức là nó phải thông đạt. Thần thì là phải thông đạt, trong này mình gọi chữ thông người khác nữa, là phải thông đạt, là không chướng ngại và nó không có kẹt và nó không có nhỏ hẹp chật chội. Thì sẽ thầy để con hiểu thêm vậy, chỉ trong Phật giáo thế nào là thần nữa thầy, khi mà dùng chữ thần hay là mình nói thần thông hay là dùng thần đi. Thì đấy, đấy mình đang nói chữ thần đó, là mình nói tới một cái trí huệ siêu việt của cùng. Như các ngài Bồ Tát làm cái gì mình gọi là thần đó? Là ngài làm những cái chuyện mà nó siêu việt, nó không bị kẹt. Tức là đấy này, thì đang giải thích thế nào mà khi Bồ Tát nói họ là những cái việc làm việc như thần vậy đó. Tức là họ làm việc mà không bị thông đạt, không bị kẹt, không nhỏ hẹp, không chật chội, không bị vướng, không có chướng ngại. Đó là cái chuyện là cái thần Bồ Tát như vậy đó. Cho nên đó, thầy kể chị nghe một cái câu chuyện mà mình gọi là thần, cho mình sẽ nghĩ cái chuyện thông đó đó. Nếu mình giải thích cái chuyện thông thì thần thông mình giải thích một lần luôn rồi hiểu dễ hơn. Thì cái từ tài đó là cái bản chất nó không cần phải có một cái dựa vào đâu cả. Cái từ tài này là cái cũng giống như là cái bản thể đó, là cái bản thể đó của cái trí huệ đó, là nó không có dựa vào đâu cả. Thì dù như bây giờ đó, chỉ quay một cái người đó, anh nói ô tôi học tới thành ngang thạc sĩ rồi, tiến sĩ rồi, tôi cái gì tôi không biết cả. Thì anh dựa vào cái trí óc, những cái bài học anh, những cái dự kiến mà anh đã có rồi từ đó rồi đó, chị hỏi thì anh trả lời ra, chị đọc lại cái chuyện mà anh đã biết, đúng không? Chưa chắc. Còn những người đó mình gọi là tiến sĩ là họ không có đọc lại hay là lập lại những cái chuyện họ biết, mà họ hoàn toàn họ không dựa vào đâu cả. Họ dựa vào cái trí huệ sau khi họ biết được tất cả những cái dự kiến rồi đó. Họ ở trong cái chỗ cao nhất của cái trí huệ, cái đỉnh cao của trí huệ rồi đó, họ không còn dựa vào những cái gì mà cái dự kiến hồi xưa nữa. Họ sáng tác ra những cái chuyện mới. Thì cái đó là cái trí huệ. Cái đó là không dựa vào đâu cả. Tức là họ không phải là dựa vào, thí dụ như chị nói, ồ, bây giờ đó, nếu mà chị làm cái bài toán này đó, thì chị phải dựa vào những công thức, đúng không? Hay là chị qua cái bầu không khí, thì phải dựa vào những cái dự kiện, ồ, cái tốc độ nó như thế này, nó chạy như thế kia, rồi nó có núi, có non, rồi mình biết là cái vùng nào là cái vùng mà
cái pressure nó cao, cái vùng nào pressure nó thấp thì biết là cái đường nó chạy, thì khi đoán được những cái thứ đó đó là mình đoán được, mình biết được, mình nhận ra được. Nhưng mà có những cái đó là nó thân, một cái người này ông không dựa vào đâu cả, ông không, ông tự ông đứng đây là à trong nước sẽ có mưa, ủa sao hay vậy ta, ông không dựa vào đâu, ông không biết hay vậy. Còn có người họ có khả năng đó. Còn một cái người Mỹ đó viết một số sách đó mà thầy rất thích, nói về cái thiên nhiên, là ông nói là bây giờ con người mình, rất nhiều người không còn nhớ thiên nhiên là gì nữa, sống trong cái thành phố thiên nhiên. Thì ông phát triển một cái trực giác rất là đặc biệt, đó cái trực giác gọi là thần đó, thần thông đó, thông tức tự tài lắm. Thì ông vô đó, ông nhìn cái nước chảy thôi đó, ông biết là mình chỉ nhìn nước thôi, thay nhìn nước, nhưng mà mình không cần dựa vào bất kỳ dự kiện nào. Ông nói cái nước này uống được hay không uống được. Tôi không sao mà hiểu được cái đó được. Thì tệ ra đó là ông đã nghiên cứu cả mấy chục năm về cái dạng của nước, cái lối chảy của nước, về cái những cái cây cối xung quanh. Cho nên bây giờ ông ông có một cái trực giác, cái trực giác đó đó nó dựa trên những dự kiện hồi xưa ông đã có hiểu biết rồi, nhưng mà cái trực giác đó nó không còn nằm trong chỗ mà của những cái dự kiện nữa, trực giác nó hoàn toàn độc lập. Cho nên ông nhìn một cái chỗ nào là ông biết là nước uống được không được. Ông đứng đây là ông biết là trời có mưa hay không có mưa. Và ông đi vào, bước vào một cái nơi nào đó, thì cái trực giác cho ông biết đó là cái nơi đó có thú dữ hay không. Mà ông có một trực giác hay lắm, là cái nơi nào mà có rắn rết đó, có rắn đó kìa, là ông bước vào đó là ông biết, và rắn nó không giờ cắn ông cả. Nó trực giác sao hay vậy. Nó chẳng dựa vào đâu. Thì ông là một cái dạng người đó mà giống như là có thần thông rồi, ông biết rất là hay, mà không dựa vào đâu cả. Một cái trực giác mà nó rất là hay. Thì sau có bao nhiêu năm mà ông nghiên cứu, ông huấn luyện ông rồi, thì ông mới có được cái trực giác đó. Cho nên mình gọi đó là một cái trí tuệ, chứ không phải là trí huệ. Một cái trí tuệ mà làm cho ông đạt tới cái mức độ không còn cần phải dựa vào chỗ nào cả. Thì khi mà mình thiền định thì mình còn dựa vào cái hệ thống thiền định, rồi nó sẽ phát sinh cái trực giác là nó không dựa vào đâu cả, là mình tự nhiên mình hiểu xuyên suốt. Còn một cái người đó, cái cô đó, đây là cái chuyện thiệt, nên cô đang ngồi nói chuyện như vậy, cô nói ô ba anh có bệnh á. Ủa mình nói chuyện tại sao mà biết hay cái trực giác hay vậy. Thì chỉ điện thoại về, thì anh là người anh, ông này ông điện thoại tìm hỏi chuyện về ba mình. Thì tại ra ba mình đúng là bệnh thiệt. Hai ngày sau mình bệnh thiệt. Không biết, cô không dựa vào đâu cả. Cô có một cái trực giác. Có nhiều người họ có một cái trực giác rất là lạ. Thì cái đó gọi là thần thông hả thầy? Cái đó gọi là thông, chứ không phải là thần. Thông. Từ tài vô ứng. Không dựa vào đâu cả. Mà cái trực giác là rất nhiều người có, chứ không phải là mình tu hành gì cả. Nó tự nhiên nó có. Đó là một cái bản chất mà giống như là cái Phật tánh của mình á, nó không bị mây mờ nào che. Cho nên cái Phật tánh nó biết. À cái đó là hay lắm. Phật tánh biết chứ không phải là hiểu. Phật tánh know, nhưng mà không phải understanding. Cái Phật tánh đó, đây nè, thì nó biết, tức là nó know. Nó không có cái understanding, nhưng mà cái óc, cái trí óc của mình đó, cái trí óc đó, nên thì mình hiểu, mình gọi là understanding. Cho nên cái khi mình biết rồi đó, thì thường thường mình đưa tới cái hiểu. Và khi mình nói tới cái thần thông đó, thì cái thông đó là một cái biết, cho nó không phải là cái hiểu, nó biết. Thì dù thầy có gặp một cái người, một cái bác đó. Tại vì chữ thần thông là thí dụ là khoan, thầy từ sự tới chữ đó. Thầy nói chuyện một cái bác đó, bác có một cái thông rất là đặc biệt. Thầy gặp bác đó, bác ngồi xuống nói chuyện với thầy. Xong rồi đó, bác không phải là bác sĩ, bác cũng không phải là y sĩ, cũng không phải là một cái người. Nhưng bác có một cái thông rất là đặc biệt. Bác nói, ô, thầy có 11 anh em, thầy là con út. Thầy xuất gia năm 20 tuổi. Thầy hỏi bác đọc ở đâu bác biết không? Không. Tôi
Tự nhiên tôi thấy, tôi biết, tôi nói như vậy. Ông có thể kể lại cái chuyện đời của thầy không hoàn toàn chính xác tới điểm điểm ấy, nhưng mà trên một cái lướt nhìn thì ông nói ra được. Thầy sững sờ, thầy hỏi: ủa bà học cái gì? Tôi không học, tôi chỉ sống trong thiên nhiên, tôi chỉ sống thiên nhiên trên đó thôi, tôi không hút thuốc, tôi chỉ ăn đồ rau cỏ như là nấm, không hề nói láo, tôi không có làm chuyện gì ác cả. Nhưng mà hệ gặp người nào thì tôi có thể nói được chuyện đó, mà không phải lúc nào tôi cũng nói được cả. Tức là nói cách khác đó, cái Phật tánh là giống như cái biết của cái bầu trời đó, là nó khi mà thanh tịnh là không có mây mây thì ông nói được. Nhưng mà nhiều khi ông nói, nhưng mà nhiều khi tôi không nói được, là tự nhiên cái trực giác tôi nó bị bít đi, là bởi vì cái người đó hay là chính bản thân tôi ở trong cái trạng thái, cái dạng này tôi nói không được. Cũng như lúc đó có mây, hoặc mây được che lại, nhưng mà nó cho biết rằng là trong cái vũ trụ đó rất có nhiều người họ đã có cái thông đó, chứ không phải là không có, nhưng mà họ không có phát triển thêm ở chân đó thôi. Mà rất độc đáo, mà cái đặc tính mà thầy cảm thấy của những cái người mà thầy gặp đó, họ đều rất là khiêm nhường, họ không phải là cái người kiêu ngạo. Họ biết nhưng họ không có kiêu ngạo bao giờ cả. Tại chính họ, họ không biết tại sao họ biết. Thì tại ra cái biết đó là cái Phật tánh biết, chứ không phải là cái sự hiểu biết của trí óc. Bây giờ thầy nói tiếp cho các bạn nghe đó, là cái chữ thần thông. Khi mà nó kết hợp lại đó, thì nó phải tới cái chỗ là thông đạt, vô chướng ngại, không kẹt và không có bị nhỏ hẹp. Nếu bạn thêm cái chữ thông nữa đó, thì nó càng kinh khủng hơn nữa. Tức là nó không dựa vào đâu cả, không dựa vào dữ liệu nào cả. Nó là một cái trực giác, một cái trực giác mà nhìn thẳng vào, nhìn thẳng và biết ngay, chứ không có suy nghĩ lâu dài. Và nó là một cái đặc tính đó mà có thể nói là nó không thuộc về cái ngã, về cái tôi. Cho nên cái người mà có cái thông đó, thường thường họ không có kiêu ngạo, họ không có theo cái bản ngã. Đó là cái chữ thông và chữ thần. Cho nên khi mà thần thông kết hợp lại đó, thì trong cái đời sống hàng ngày đó, nó có những cái biến hiện rất là đặc biệt. Thí dụ, tại vì nó không kẹt mà. Mà cái chuyện mà dễ nhất thôi đó, là cái chuyện nhiều khi đó, có một người mà họ mắng mình kẹt trong cái tự ái, mình bị chàm một tự ái, mình kẹt trong một tự ái là mình có thân thông. Khoan cho con đi ngược lại một chút xíu. Rồi. Là khi mà con nghe chữ thần thông đó, thì trong mà con được nghe tới là lục thông hay là thập thông, thì mấy cái chữ thần thông đó trong Phật giáo đó, nó khác với đời thường như thế nào? Thầy con muốn thầy đi từ cái chỗ nguyên thủy rồi ta cái thời hiện tại. Nguyên thủy là sao? Tức là mình nói về phần dựa trên cái Phật pháp một chút, thì thầy nói thì về không, cái đời thì, áp dụng đây là Phật pháp chính cống này. Thí dụ cái gì nhưng mà chị ý gì muốn nói là cái sự hiểu biết thông thường, thần thông có nghĩa là pháp phù cái gì? Dạ. Thần thông thì đạo lý pháp phù là cái nghĩa, không phải là nguyên nghĩa, không phải là nguyên ủy. Khi mà thầy mà viết ra như vậy là đó là cái nguyên ủy, cái ý nghĩa của thần thông. Nhưng mà con người mình vì hồi xưa đó, cái thời đại mà cả mấy trăm năm nay mình đâu bây giờ mình có sách vở đâu, cho nên mình hiểu lộn đi. Dạ, con xin phép thầy. Thưa quý vị, mỗi quý vị vào trang nhà từ bi phụng sự app.com download app xuống để chúng ta có dịp học hỏi, nếu quý vị muốn học thêm những bài giảng của thầy. Và xin quý vị đừng rời chương trình Đối Thoại Tâm Linh, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Cuộc sống hiện đại có quá nhiều áp lực cạnh tranh trong công việc, áp lực gia đình, xã hội, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường sống, v.v. khiến bạn luôn cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, cô đơn, mệt mỏi, bế tắc, lo lắng về tương lai, thậm chí dẫn đến bệnh tật cả về cơ thể và tinh thần. Vậy bạn đã làm gì để vượt qua những khó khăn này? Ai là người đủ hiểu biết để đồng hành cùng bạn? Và liệu con đường bạn đang đi đã đúng hướng? Có quá nhiều câu hỏi mà khó có câu trả lời thỏa đáng dành cho bạn.
Mời bạn đến với chúng tôi Hội Từ Bi Phụng Sự để cùng nhau trở về nhà, tìm lại sự bình an, tĩnh lặng trong chính bản thân mình, có sức mạnh vượt qua nghịch cảnh, hướng bản thân đến chân thiện mỹ, chân phát triển chân lý thiện, lòng đại bi mỹ phương tiện thiện xảo. Hoạt động chính của Hội Từ Bi Phụng Sự bao gồm tổ chức các lớp thái cực quyền tổng hợp Integral Tai Chi ITC, đặc biệt là tổ chức các khóa tu thiền và tâm linh nhằm chuyển hóa tâm thân, hướng con người đến một đời sống tốt đẹp. Các hoạt động hoàn toàn miễn phí này do Thầy Hàng Trường trực tiếp giảng dạy hoặc các bác có kinh nghiệm lâu năm trong hội thực hiện. Bên cạnh đó, hội còn tài trợ các dự án cứu trợ nhân đạo và từ thiện và tổ chức các trại hè gia đình. Hội Từ Bi Phụng Sự CSS là một tổ chức phi lợi nhuận có địa chỉ hoạt động tại Nam California, Hoa Kỳ. Hội CSS được Thầy Hàng Trường sáng lập vào năm 2002 với sứ mệnh giúp lành trị, hàn gắn nỗi đau về cơ thể và tinh thần. Mặc dù được thành lập dựa trên các nguyên tắc Phật giáo, CSS có cách tiếp cận toàn diện, vượt qua ranh giới tôn giáo và văn hóa, bằng cách tích hợp các giáo lý cổ xưa của Phật giáo với tư tưởng, thực hành, triết lý và kiến thức mới nhất của thế kỷ thứ 21 qua mô hình tu toàn diện, xuất tục nhập thế. CSS tìm cách mang lại sự thống nhất về lành trị cho cơ thể, tâm trí và tinh thần cho mọi người. Nhóm phục vụ của CSS bao gồm các tình nguyện viên, những người sẵn sàng cống hiến thời gian, sức khỏe, năng lượng với sự quan hoài để phục vụ tha nhân cộng đồng. Good morning, các bác, và happy Sunday. Về Thầy Hàng Trường, người sáng lập hội. Thầy Hàng Trường là một tu sĩ Phật giáo, có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Sinh ra tại Việt Nam, tu nghiệp tại Hoa Kỳ, xuất gia và tu học Phật Pháp dưới sự chỉ dạy trực tiếp của Sư Phụ Tuyên Hóa. Thầy Hàng Trường đã làm việc và phục vụ các cộng đồng đa sắc tộc trên khắp châu Á, châu Mỹ và châu Âu. Thầy nổi tiếng với cách tiếp cận toàn diện nhằm hiện đại hóa và hội nhập Phật giáo vào với thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Đến nay, Thầy Hàng Trường và các huấn luyện viên ITC khoảng 300 người đã giảng dạy môn thể dục càn khôn thập linh CK10 tại California, Texas, Hawaii, Canada, Pháp, Hungary và Đài Loan. Tác dụng lành trị và chuyển hóa của môn này đã được nhiều người tham gia trong các lớp học kiểm chứng. Trong một thế giới đang rất cần tình yêu thương và quan tâm, Thầy Hàng Trường giảng dạy tinh thần 6 chữ T: thương, tha thứ, thôi, tùy, thoáng và thông. Và pháp tu Bồ Tát Đạo, phục vụ mọi người, nâng cao tinh thần và lành trị mạnh mẽ, vượt qua chủ nghĩa dân tộc, văn hóa, tạo hòa bình và hòa hợp cho bản thân và cộng đồng. Thật sự là một dấu ấn mới của Phật giáo trong thế kỷ 21. Em cảm thấy pháp của Thầy Hằng Trường rèn luyện em đến chân thiện mỹ. Tôi cảm nhận là mình được cái phao trong biển đầy đau khổ khi đến với Hội Từ Bi Phụng Sự. Và lúc mà nghe mọi người tụng kinh, có cảm tưởng như mình đang ở trên thiên đàng. Hay quá là hay đi. Em muốn đóng góp công sức của mình cho Hội Từ Bi Phụng Sự. Từ Bi Phụng Sự trao gửi yêu thương, nuôi dưỡng tâm linh. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Đối thoại Tâm linh với cái đề tài với Thầy Hàng Trường là Thầy đang giảng về thần thông cũng như là bài trước nối kết với bài vừa rồi, đó là Phật tánh. Để con xin trở lại với Thầy cái phần mà thần thông nó khác ý với nghĩa lại cái... thông thường. Không, đầu tiên là mình nên nói cái ý nghĩa mà người ta thường nói tại là như thế nào. Thì dụ như là thần thông đó, là có những người họ tự nhiên họ làm phép thuật, phép phù gì đó. Là mình thấy nó đi trên nước, sao đi được, nó đi được được. Hay là những cái phép phù nó bình, người ta thổi cái hết bình. Thì cái và đó có gọi là thần thông không? Không, thì cái đó là cái định nghĩa của họ, chứ không phải định nghĩa nhà Phật. Rồi bây giờ thì mình thấy có cái nhân điền, có những người họ dùng nhân điền họ chữa bệnh, rồi mình nghĩ đó là cái thần thông. Mà đó, họ dùng cái chữ nhân điền chứ không phải là thần điền hay là Phật điền, như không, nhân điền.
chữa để mình lành bệnh, thì mình thấy đó họ người đó có cái thần thông siêu phàm vô cùng. Mình thấy là có những cái chuyện mà càng ngày đó nó càng huyền bí hơn. Có những người họ có thể là mình mất tiền, họ có thể thổi cái là mình tìm trở lại. Họ có những người họ bỏ bùa đó, họ làm cho mình bị bỏ trúng bùa, thì có người khác đó họ giải bùa được. Thành ra mình thấy là cái chuyện thần thông là cái chuyện mà nó giống như thứ là siêu phàm, ví dụ như có mắt thấy được nghe âm, thì như vậy đó. Nhưng mà mình không hiểu thật hư như thế nào. Thế nên cái bài giảng của mình là mình nói tới cái chánh kiến, cái cách mà cái nhà Phật, mà cái ngôn từ của nhà Phật khi nói chữ thần thông là nghĩa như thế nào. Thì dụ như là nhiều khi các bạn thấy cái người đó họ siêu phàm đó, họ thấy được nghĩa âm, họ biết được chuyện quá khứ, họ thấy được cái này cái kia. Thầy không phủ nhận, nhưng mà thầy chỉ nói rằng cái đó không phải là định nghĩa của cái chữ thần thông của nhà Phật. Cái thần thông của nhà Phật là chuyện mà nhỏ nhất là như thế này nè. Thì dụ như người ta chửi mình á, mình đừng có bị kẹt trong cái bản ngã. Mình là Phật tánh, cho mình không phải là cái tôi. Tại vì mình kẹt trong cái tôi thì đâu gọi là thống được đó. Mình kẹt rồi, định nghĩa mình là thống nè. Thần và thống nè, là đừng có kẹt vô ngài mà. Đừng có nhỏ hẹp chặt chội, đừng có vướng. Nhưng mà nhiều khi bị người ta mà vướng, rồi. Thầy kể ra một cái nan đề khác trong cái đời sống của thầy. Thầy mời người bạn thầy đi ăn. Mời người bạn đi ăn, ăn chay. Thì người bạn đi ăn chay, nhưng mà đem theo hai ba người bạn khác, họ thấy ok không, được, mời bạn đi. Nhưng mà khi ngồi ăn đó, thì là họ quên rằng là thầy mời ăn chay. Họ kêu mọng mặn tịnh bơ. Thì đương nhiên đó, thì mời thì đương nhiên là thì vì là thầy là người mời thì là thầy phải trả tiền. Nhưng mà chẳng lẽ thầy là người tu mà trả tiền cho chuyện sát sinh ăn mặn hay sao? Thì khi mà nếu mà thầy mà trả tiền đó, thì là tức là thầy cũng sẽ phạm giới đi. Tại vì thầy khuyến khích chuyện ăn mặn. Mà nếu thầy không trả tiền đó, thì sẽ làm mất mặt họ. Thì họ sẽ bỏ thầy mãi, họ sẽ không chơi với thầy nữa. Thế nên là trong cái thể kẹt như vậy, làm sao mình hỏa giải? Cái sự hỏa giải đã gọi là thần thông. Không bị kẹt, không bị vướng. Đúng rồi. Cho nên cái nhà Phật nói chuyện thần thông là nói chuyện dạng gì vô cùng. Sư cô chứng nghiệm còn nói hay nữa. Sư cô là tôi không có thần thông. Cái thần thông của tôi là gì? Làm cho người ta đó phát tâm Bồ Tát để đi giúp người. Thì cô ta mới nói, đây này, có cái bác này này. Bạc chết cái người chồng đau khổ vô cùng, bạc kẹt trong cái đau khổ đó. Tôi tới, tôi nói chuyện, tôi khuyến khích, tôi làm cho cái bạc này đó, bạc thấy là cái hy vọng là mình rất có rất nhiều, mình phải làm chuyện tốt cho chồng để cho chồng được sung sướng mà ra đi. Cho nên bạc bây giờ bạc sung phong đi làm việc mà giúp cho những người nào mà đau khổ và chết chồng hay là chết mẹ hay là chết cha hay là chết con cái. Bạc tự nhiên bạc không còn ở trong cái nỗi buồn nào nữa, bạc đi làm việc. Bạc ra ngoài cái kẹt đó, và đó là cái thần thông của tôi. Sư cô chứng nghiêm, cô có cái bài pháp cô nói chuyện như vậy đó. Thầy không nhớ rõ cái chi tiết, nhưng mà đại khái rất là inspiring, rất là hay. Làm cho thầy hiểu được, ô thầy ra thần thông như vậy. Thần thông mà mình làm cho người ta cảm động, mà người ta ra khỏi cái kẹt. Đấy là cái nguyên nghĩa Phật Pháp là như vậy. Bây giờ còn một chuyện khác nữa. Một cái chuyện thần thông khác. Tức là ý thầy nói là không có dính gì đến chuyện mà biến hóa khôn lường. Không phải, đó là biến hóa khôn lường đấy. Nhưng mà nó không phải là cái ý tưởng là siêu phàm. Ý tưởng là cao siêu, mình phải là cái người nào đó. Thường thường đó, những cái chuyện thì dụ như là mình chữa bệnh người ta, hay là mình thấy được người âm, hay là mình biết được quá khứ, thường thường đó, nó đều nhấn mạnh vào cái người đó. Chứ không phải nhấn mạnh vào cái sự hóa giải. Mình nhận mạnh vào cái người đó, thành ra ai mình thấy ôi trời, ai mà cô đó vậy, mình đi học cô đó, đi nghe đây đi, đi theo đi. Ồ, ông còn nhân điền à, mình đi học nhân điền đi. Làm cho mình đó tăng trưởng cái niềm tin vào cái ngã tướng ở người đó hơn. Chứ không phải là làm cho mình đó tự nhiên thức tỉnh, cái cách là mình hóa giải nó không còn cái tính chất giáo dục. Nó không còn tính giáo dục gì hết, mà nó có tính chất đó làm cho mình phải ca ngợi và mình phải cảm thấy cái người đó đúng là một cái vị mà cao hơn mình. Và nó bắt đầu tạo ra cái cao về thấp, cái vị siêu phàm và cái vị phàm phụ. Mình gặp cái người mà họ có cái danh tiếng là họ thấy được người ấm đó, mình sợ thế, mỗi gặp người, ui giời, thưa chào chị hay hơn con, chị giỏi quá, chị thấy chị qua thì con có người ấm hay không. Thế tự nhiên đó mình sinh ra cái ngã, và mình làm cho cái ngã người ta càng ngày càng thêm chấp thêm nữa.
Và cái đó không phải là Phật Pháp. Phật Pháp không có ý tưởng như vậy. Phật Pháp là một cái hệ thống giáo dục. Phật giáo là cái Phật là giác ngộ, giáo là cái giáo dục. Giáo dục là sao mình giác ngộ. Nó không phải là một cái phương thức để mà mình bày ra cái thần thông, bày ra để mình cao hơn người ta ở cách khác. Phật sang bằng đi cái giai cấp trong thời đại phong kiến, thì bây giờ mình vậy, mình nên thấy cái thần thông nó hiện ra trong mỗi ngày mỗi chuyện. Thí dụ khoan, trở lại cái chuyện mà khoan, anh trai thấy khoan khoan anh trai thầy kể cái chuyện khác. Mình là cha khoan thầy kể cái chuyện này khác. Thần thông, mình là cha, mình nói con được con đại lão. Bữa đó đó, đứa con nó bắt được là thầy mình nói lão với vợ của mình, cha nói lão với mẹ. Nó bắt được cái điều nói lão là ba, tại sao ba nói lão vậy? Ba nói con đừng nói lão mà tại sao ba nói lão? Mình bị kẹt liền. Đấy, đây là cái mình gọi là cái chuyện mà nó xảy ra bình thường thôi. Thế nào là thần thông? Mình nói người ta đừng có làm chuyện gì đó mà mình không làm, mình không phạm vào chuyện đó thì tức là mình có thần thông. Định nghĩa là hay như vậy đó. Mình không bị vướng, không bị kẹt, không bị nhọt, không bị chật, không bị vướng, không bị vô trường ngại, mình thông đạt. Không dựa vào đâu cả. Mình dựa vào cái Phật tánh, dựa vào cái trực giác, nhìn thấy, nhìn thẳng, nhìn xuyên. Đó. Bây giờ chị muốn trở lại cái chuyện gì? Chuyện mà thầy có trả tiền cho người đó hay không khi mà ta ăn mặn. Không thì cái thần thông trong câu chuyện đó là gì? Thì thay vì đó là thầy nổi giận, thầy không trả tiền đó, thì thầy nói khoan đừng order, để thầy giải thích cho nghe cái hay của chuyện ăn chay. Và thầy xin yêu cầu ăn thử bữa thôi, ăn thử bữa chay đấy đi. Thì đó thì cần vừa có cái tác dụng giáo dục mà vừa làm cho người ta mở tâm và người ta thử cái ăn chay mà nó bình thường vô cùng, mà làm mình không kẹt, thì cái đó gọi là thần thông. Thay vì là thầy giận dữ, thầy mắng, thầy chửi, thầy đứng bàn đập lên, thầy nói tôi không trả tiền, thì đó làm gì, cái ngã mình nó bự thôi. Ngã mình thêm. Cho nên cái thần thông nó xảy ra trong hàng ngày. Nhiều khi đó các bạn thấy không, một cái chuyện rất là nhỏ thôi. Đây thầy kể các bạn nghe chuyện rất là nhỏ. Cái người mà nấu ăn là cái người lúc nào khổ cả, tại họ nấu ăn nhiều cho người, cho vợ, cho chồng. Người nấu ăn, người ăn thường thường là người trong nhà, họ nấu hoài cả suốt đời họ nấu. Chứ đâu ai là nói là ô là mẹ nấu ngày thôi, con nấu 3 ngày rồi ba nấu ngày đó. Khi mẹ mà nấu là nấu chết luôn. Nhưng mà khi mà ra mà đem đồ ăn ra đó, thì nhiều khi cái khổ của người mẹ đó là muốn nấu cho ngon và muốn được chồng khen hàng tiếng hay là con cái khen hàng tiếng. Khi có khách đó, thì muốn khách hứa ăn cho hết đi để chứng minh là mình nấu tốt, nấu hay. Thì tẻ ra cái đó là kẹt, cái đó mới là thần thông. Nhưng mà nếu mà người mẹ mà nấu ăn đó thì nấu xong rồi vui vẻ hoan hỷ, người ta nói, người ta khen, người ta chê, làm cái gì đó mình cũng tỉnh bờ, cảm thấy cái đó không phải là cái mục đích của mình. Cái mục đích của mình là mình nấu ăn để mình phục vụ, có thì cho. Mình tu là tu làm sao mà sử dụng cái có, và tu làm sao mà nhận biết cái là đó. Cái đó là cái tiền đề tu hành của mình, nhận biết cái là và cho ra cái có sử dụng. Đây 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 đây, xin các bạn quay lại cái hình này là cái tuần trước đó. Mình sử dụng cái có, cho ra cái có và nhận biết cái là, để mình không chấp kẹt vào cái tôi. Cho nên nếu mình đã nấu ăn rồi thì là người ta nói, người ta khen, người ta chê, người ta làm gì thì mình cũng mặc kệ thôi, vì cái đó là như mình xin chấp kẹt vào cái tôi. Cho nên mình thông đạt, không vướng, không kẹt, không nhỏ hẹp, không chật chội, thì mình tự tại, mình gọi là quả thân thông. Cho nên bây giờ đó, có nhiều khi có người nấu ăn nhưng mà mình chê cái là họ bỏ luôn, họ không nấu đó, là không có thân thông, thì họ kẹt trong cái ngã. Hoặc là nhiều khi đó, mình chỉ nói chị biết gì thì nấu nữa. Nếu mà cái này thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn, mình nói nhà kiểu nào đấy nữa. Trời ơi, đã nấu cho ăn là mấy rồi mà anh còn bày đặt, anh còn ngoài cái này, ngoài cái kia nữa. Nhưng mà chị thấy không,
Nếu mình không sử dụng cái có đó thì mình sẽ kẹt vào cái tôi, mình chấp kẹt vào cái tôi thì mất đi cái thần thông. Cho nên chuyện thần thông nó xảy ra hàng ngày. Rồi thì kêu xe, lái xe đi. Uber. Người Uber là lái xe đưa chị đi. Thì tới nơi rồi thì là bấm nút thì chị phải trả tiền. Thì chị trả tiền thì trong đó là chị chỉ có 3 cái choice. Chị trả 5%, 10% hay là 15% tiền tip. Tiền cho thêm đó. Rồi chị có cái choice là chị nhiều khi chị không trả được nữa. Nhưng mà nhiều khi chị không trả đó, thì chị đâu có biết đó, chị không trả. Một ngày đẹp trời này là chị đi Uber lại đó, thì chị thấy cái người mà lái xe chị, họ phê bên chị, họ nói là chị được có 1.6 á. Thì chị chơi không đẹp. Đúng không? Nhưng mà cái đó là cái người mà lái xe Uber đó, họ cũng kẹt vào cái tôi. Tại vì họ làm phục vụ nhưng mà họ cứ mong là mình phải cho tiếp cho nhiều. 10% trở lên thì họ cho chị 3.6, 4.6. Mà chị không cho gì cả, là họ 0.6 là không phải. Mình là khách, mình vẫn bị đánh giá là thứ thế. Ồ sao sao lắm, có đánh giá được chứ. Đánh giá nữa chứ. Đánh giá nữa chứ. Dạ. Tại vì nhiều khi là khách mà là xấu quá là họ cũng như họ không đi, họ không chở chị đi á. Khách mà lúc nào thì vứt đồ ăn dơ dãy trên xe là thôi rồi đó, thì lần sau giờ đi là khó có người tới chở chị đó chứ. Thật ra đó là mấy cái đánh giá đó chị không bao giờ chị thấy. Họ đâu có đưa chị qua làm chi. Đưa chị qua chị bị stress. Nhưng mà khi mà chị kêu xe, nhiều khi chị họ không tới, không biết tại sao chị không tới cả. Đến lúc chị qua cái review, chị vô trong cái profile chị mới biết là chết. Nằm profile đó, chứ nó không nằm ở ngoài này. Đó. Nhưng mà ngược lại, bây giờ chị đánh giá người ta là chị cho tiếp người ta, chị cho 4.6, chị cho tiền nhiều đó, thì người ta vui vẻ. Nhưng mà tại ra là cái văn hóa của mình là lúc nào cũng là chị làm sao cho mình kẹt vào trong cái tôi. Nó không phải là cái văn hóa có thì cho ra, sử dụng đi. Hoặc là nhận biết cái la, nó không phải vậy. Mà văn hóa của nó làm sao cho chị càng ngày càng kẹt vào trong cái tôi. Do đó, nếu mà mình thấy được cái văn hóa này đó, thì mình lập tức mình chuyển qua lại thì mình giác ngộ mau hơn. Tức là nếu mà chị ở Facebook thì chị đừng bao giờ mà người ta like thì chị mới viết. Không, người ta like không like chị tỉnh bơ cả thì chị tức là có thần thông rồi đấy. Đừng kẹt. Làm sao? Thầy nói rõ chỗ đó, con vẫn chưa hiểu. Chị chưa hiểu thì bây giờ đó. Thì post phải đợi người ta. Đợi chị, người chị, ta. Hay chị đi chơi gì đó, chị đi chơi xe đạp này nọ, chị cái post hình lên lung tung cả. Nhưng mà lúc đầu thì chị giống như tự là nha, tôi post cho mọi người biết. Nhưng mà từ từ chị thấy đó, ô, tại đó cái hình này này có 6 cái like, hình kia này có 18 cái like. Vô hình trong đầu chị, tiềm thức của chị đó, cái hình này mình post mình tại sao mà có 18 cái like? Ô, tại vì mình đạp xe đạp, mình giơ chân lên, người ta thấy chân đẹp cho nên người ta 58 cái like. Còn hình kia đó, ô, mình mặc áo mình che hết người ta cho mình 1 cái like thôi. Ồ, tại ra mình càng cho người ta thấy là mình thiếu vải thì là mình lại càng nhiều cái like. Ồ, thì tại ra từ đó mình bị người ta đưa vô trong con đường đó là mình lệ thuộc vào cái like, mình thích cái like, chứ mình không phải là không thích cái like. Và từ đó mình mất đi cái bản tính của mình đi, mình bị người ta xếp mình, đưa mình vô trong con đường. Mà chị biết không, là có vài ba người ở trên online đó, họ viết những cái bài hay lắm. Họ nói tại sao họ bỏ luôn Instagram, họ bỏ luôn Facebook, bỏ hết. Là bởi vì họ là những cái người đó mà influencer, là những cái người mà được cả triệu cái like rồi, và họ được cả triệu người theo. Và khi 1 triệu người theo rồi, họ tới cái chỗ là họ cảm thấy là họ bây giờ cái đời họ đó bị những cái người đó đó là ảnh hưởng. Họ phải làm cái gì mà có cái like mà được. Càng lúc càng lỗ bịch thêm, càng quá hơn, càng làm thêm để cho cái ngã họ càng ngày càng thêm nữa đó. Thì mới được cái like rốt cuộc rồi đó, họ bỏ luôn. Họ viết những bài rất hay, đọc rất là cảm động. Họ bị depression, bị cái bệnh trầm cảm. Tại vì là họ phải ngồi phải nghĩ làm sao mà cho mình phải hơn cái ngày hôm qua. Mình post Instagram như vậy rồi đó, là ngày hôm nay mình phải post cái gì mà nó khiêu gợi hơn, nó kích động hơn, nó làm cho người ta giật gân hơn. Và càng lúc thì là họ càng thích, cho nên họ bỏ luôn. Đó là chỉ nên bảo gì quay đó. Thì nói một cách khác đó,
Của người mình á, thì càng lúc đó mình càng chấp gạt. Thì nếu mà mình đi ngược lại cái dòng đời chút xíu thôi đấy, thì mình tức là mình giả ngộ, mình đừng có chấp vào cái đó. Người ta cho like, không ăn nhầm gì. Còn như người nói với thầy, không phải như cả một người nói với thầy thế này, thầy. Thầy làm sao mà thầy lên YouTube đó, chỉ cần thầy có 1 triệu người theo thôi đó là thầy thành công. Thầy nhìn anh này thầy nói, ủa, thầy anh định nghĩa cái thành công là như vậy đó. Để được trả tiền. À, không phải, nhưng mà YouTube trả tiền cho mình thôi thầy. Nhưng mà cái mức độ mà suy tư như vậy đó là cái mức độ suy tư mà mình chấp kẹt, chứ nó không phải là mức độ suy tư để mình không còn vướng bận nữa, không tự tại nữa. Mình làm 5 người coi, 10 người coi, đó là cái duyên của mình. Đâu phải là 1 triệu người coi có nghĩa là mình là ngon lành đâu. Cái danh thì có thể nổi đó, nhưng mà người ta nói thường Việt Nam có cái tiếng chứ chắc là có miếng. Làm sao mình tách ra được cái đó thưa thầy? Tách ra khỏi cái sự mà chấp vào đó. Mình không chấp được, mình không thể nào tách ra được nếu mình không có cái đạo nhãn. Đạo nhãn là có mắt mà nhìn xuyên được những cái chấp kẹt đó, gọi là đạo nhãn. Hay là pháp nhãn đó. Pháp nhãn có cái ý nghĩa khác. Cái đạo nhãn đó là mình có mắt mà mình không còn bị sợ hãi, không bị kẹt nữa. Thì muốn như vậy thì phải tu. Đó là một cái đề tài kế tiếp. Bây giờ mình không còn giờ mà nói, nhưng mà rất là hay. Làm sao mà tu luyện cái đạo nhạc để mình nhìn xuyên qua những cái chấp kẹt vướng bận của chính mình, những cái sự nhỏ hẹp chật chội, và nhìn xuyên qua được cái chuyện mà mình gọi là cái chấp trước của cái tôi, cái chấp kẹt của cái tôi. Đó là một cái chủ đề mà quá hay. Và tại sao cái đề tài thần thông mà trong cái quả đời này đó mình phải cần hiểu, vì các bạn biết đó là cái sự hiểu lầm Phật giáo nghĩ rằng là mình phải có những cái chuyện như siêu phàm. Mình phải làm ra những cái chuyện gì mà nó lạ đời hơn người ta làm không được đó, thì mình gọi là cao siêu. Thì không biết rằng cái sự cao siêu ở cái chỗ là mình không bị kẹt trong cái bóng tối của cái ngã. Mình không trẹt vào trong cái tôi. Đó là cái sự cao siêu nhất của vũ trụ. Và hai chữ thần thông và Phật tánh thì theo con một cái câu. Phật tánh đó là cái bản thể mà cái ánh sáng nó lúc nào nó cũng dòi ra bên ngoài. Nó tỏa ra bên ngoài, nhưng mà nếu mình không nhìn theo cái ánh sáng thì mình sẽ kẹt. Và kẹt thì mình sẽ vướng vào cái ngã, vướng vào tất cả mọi cái chuyện có. Nhưng mà nếu mình để cái ánh sáng, cái Phật tánh nó lan tỏa ra, và mình dựa vào cái Phật tánh đó đó, ánh sáng đó, và mình tiếp tục làm cho ánh sáng nó lan tỏa, đừng có bị kẹt vào đâu cả, thì gọi là thần thông. Quá dễ hiểu. Dạ, cảm ơn thầy. Mời quý vị vào trang nhà từ bi phụng sự app.com, download app xuống, để mà quý vị có thể có dịp, có duyên học thêm những cái bài giảng của thầy. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Mong gặp lại quý vị vào tuần tới. Anh Trâm xin kính chào quý vị thính giả.